từng đêm phút vui huyền theo gió núi, biết ai đâu hẹn hò lòng người hay đắn đo. Đời đã ban cho bạn đường là tay súng, mến yêu tôi thủy chung khi đánh trận trong Xin chào các bác, em đang test chiếc đẩy CA18F. Dòng này thì công suất của nó 700W trên một kênh. Nói chung là các bác sử dụng chơi gia đình thì rất là hay. Đánh 2 cặp 30 đánh căng luôn các nhá. Với linh kiện của nó thì hàng chất, hàng CAF này thì nó là thương hiệu của Mỹ. Và cái dòng này thì mã XA18 nhá, XA18 đời cao thôi nhá. Em bán rất là nhiều dòng xuất sắc rồi. Video này thì em test cho bác Trịnh Minh Sơn, cũng rất là xin lỗi bác. Do là cửa hàng làm việc thì nó cũng không đến nơi trốn thì em cũng đã điện nói bác thông cảm rồi. Thì do cái chiếc cục đẩy này thì thực ra là bác ấy đặt cho bên em rất là lâu rồi. Đấy, bên em rất là lâu rồi. Đặt từ hôm bác nói đặt từ 12 mà hôm nay là ngoài 20 rồi. Hơn gần chục ngày rồi nhé. Chục ngày rồi nhưng mà cửa hàng em thì chưa gửi cho bác. Thì là do là bác đã chốt ở trong Zalo mà em thì có đồng ý gửi cho bác rồi nhưng mà lại không vào sổ đâu mà chưa gửi cho bác, thì cũng rất là mong bác thông cảm. Thì bác thì rất là vui tính thôi, nói chung là bác chờ đợi chục ngày rồi thì điện cho bác thì bác không trách móc gì cả, thì bác bảo là gửi cho bác. Nhưng mà thực ra là bên em thì làm việc như thế này nó cũng nói chung là cũng đáng trách, bác thông cảm chút. Em test cho bác Trịnh Minh Sơn, có địa chỉ 153 Nguyễn Trãi, tổ dân phố 3 này, thị trấn Đăng Gian, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Giá chiếc cục đẩy này bao ship là 4,6 triệu thôi nhá. Thì cũng do sơ suất một chút đấy. Nói chung là cái trường hợp này rất là ít thì bác cũng rất là vui vẻ thôi đấy. Chiếc cục đẩy này thì chất âm nó rất là hay. Các bác nếu mà dùng cái này gia đình thì tiếng nó sáng thôi nhá. Cái mã CAF này em bán rất là nhiều. Trước bán những dòng sò sắt như là TA18, TA16. Sò sắt và than thì nó cùng mã này, công suất như nhau thôi nhá. Công suất như nhau. Mã TA18 cũng công suất nó với lại TA16 thì công suất nói chung là tương đương nhau. Có điều là sò sắt thì đời của nó là đời TA, đời nó vẫn thấp hơn cái dòng này. Nó XA, đời T dòng này đời X, đời nó cao hơn chút nhé. Và nó có màn hình hiển thị 2 volume này. Chất âm rất là hay. Em vừa rồi em đang test với đánh đôi loa 40. Tại vì em test bây giờ em quay trực tiếp cho bác xem. Quay kết nối dây ra. Tại vì em test thực tế từ máy tính này. Chất âm của nó vẫn tạp âm. Nó sẽ không được hay chi tiết như các bác nghe thực tế. Đấy. Với rất là nhiều các bác mua, các bác kêu là ở các đơn vị người ta test rất là hay, về nhà nó không được ưng ý là do là một số đơn vị thì họ muốn test thì họ muốn là lấy cái chất âm thâu luôn, ví dụ thâu qua sau cạc cũng như là thâu qua bằng máy thu âm, dây live stream máy thu âm thì tiếng nó sẽ sạch hơn. Ở đây em thâu trực tiếp quay luôn cho các bác xem, thâu trực tiếp nên là tiếng của nó sẽ không được sạch, thì các bác cũng thông cảm. Chúng ta muốn nghe chi tiết chúng ta sẽ đeo tai nghe vào thì nó sẽ chi tiết. Chiếc đẩy này thì nó sử dụng là sò chính đây thôi nhá, sò chính đây, còn đâu là đây là bố áp nhá, bố áp IRF này. Nó dòng bố áp IRF này rất là khủng luôn, rất là khỏe. Con này sử dụng tới mỗi một vế là hai con, bốn con IRF nhá, bốn con IRF. Thường nó chỉ hai con thôi, mỗi vế bốn con, hai vế là 8 con IRF. Và sò dòng sò Nhật xịn nhá. Sò của nó rất là xịn sò. Này thì nó có tản nhiệt, đây là mấy sò thúc này. Nguồn của nó được khoảng độ tầm 18 thôi nhá. Tụ là nguồn 63V, 8 tụ 110.000mi 63V. Chung là linh kiện dòng này thì cực kỳ là chất. Dòng này các bác chơi thì yên tâm, bởi vì là hàng bãi như nó còn đẹp, gần như là mới. Hàng này hàng thương hiệu, các bác có thể check trên Google, các bác tìm ra. Hàng mới rất đắt thôi nhé, rất đắt. Nói chung hàng bãi này thì nó cũng còn rất là xịn sò, các bác cũng chơi yên tâm. Đấy. Thì ở đây thì nó có đường vào bằng canon này. Đấy, các bác nếu đánh trực tiếp từ đẩy thì chúng ta sẽ dùng cái rắc canon chuyển đổi, còn nếu chả chúng có vang thì em sẽ tặng các bác hai cái dây canon kết nối ra vang, từ vang xuống đẩy, nó rất là tiện.
Ra loa chúng ta có thể sử dụng rất nhiều chích hoặc là cọc loa này, nó rất là tiện nhé. Sử dụng con này 4 quạt gió là mát, nó rất là mát, chưa rất là mát. Đấy. Thì clip này thì xin test cho anh chị Minh Sơn cũng làm cái video clip để nói chung là cũng nói vui thôi, nhưng mà cũng là mong bác thông cảm. Đấy, bác thì rất là vô tư, không có gì cả, nhưng mong bác thông cảm thì cửa hàng sẽ cẩn thận hơn trong việc chốt đơn hàng để tránh tình trạng là sót đơn. Nhiều bác là mong mỏi bởi vì những chiếc cụ đẩy này. Biết các bác, nhiều bác xem những chiếc cụ đẩy rất thích, các bác mong mỏi từng ngày một, trong cái đó là hàng bên em thì có một cái đơn này thì sót chục ngày nay, thì hôm nay bắt đầu mới gửi cho bác, rất là nói chung là rất là đáng trách. Rồi, rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video, ủng hộ em trong thời gian qua. Các bác đặt hàng thì bác gọi cho em theo số máy 0385 2228. Một lần nữa rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video, em kết thúc video ở đây.